Mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử thế giới đều gắn liền với những cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật. Ngày nay, cuộc cách mạng Internet of Things đã tạo nên những thay đổi đáng kể cho cuộc sống con người ở hiện tại và trong tương lai. Với sự phát triển của Internet, smartphone và đặc biệt là các thiết bị cảm biến, Internet of Things, IoT đang trở thành xu hướng mới của thế giới. IoT được định nghĩa là một mạng lưới những đối tượng có khả năng kết nối Internet. Bạn vào nhà, mở khóa cửa, đèn sẽ tự động sáng chỗ bạn đứng, điều hòa sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ, nhạc sẽ tự động bật để chào đón bạn. Bạn đi trên đường có thể nhận bất cứ hỗ trợ nào tức thời như thông tin thời tiết, giao thông, hỗ trợ xử lý sự cố, v.v. Những điều chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đang dần trở thành hiện thực với công nghệ IoT. Theo dự báo của IDC, thị trường IoT được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Không ít các doanh nghiệp lớn đã nhìn thấy tiềm năng của IoT và mạnh dạn đầu tư. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ một công nghệ mới nào, IoT sẽ cần một nền tảng tổng thể để vận hành và phát triển ứng dụng. Và các doanh nghiệp công nghệ đều hiểu rằng, ai tạo ra được nền tảng dẫn đầu, họ sẽ là người chiến thắng trong xu hướng mới này. Nắm bắt xu hướng công nghệ mới, nền tảng IoT Smart Connected Platform SCP được các chuyên gia VNPT Technology nghiên cứu và phát triển. SCP Solution Smart Connected Platform là giải pháp công nghệ về Internet vạn vật ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, công nghệ điện toán biên và các công nghệ tiên tiến nhất được thiết kế và phát triển bởi VNPT Technology nhằm kết nối, thu thập, quản lý, xây dựng và phân phối ứng dụng, thiết bị IoT, đồ vật và tài sản thông qua mạng Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. SCP được phát triển như một nền tảng mở, hỗ trợ mọi ngành dọc, bao gồm giao thông, y tế, thành phố, ngôi nhà, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và nhiều ngành dọc khác. SCP triển khai theo mô hình SaaS, đủ khả năng cho phép nhiều bên tham gia cùng phát triển ứng dụng IoT dễ dàng. Không dừng lại ở đó, SCP cũng cung cấp các mô hình triển khai khác đáp ứng bất cứ nhu cầu trong thực tế của khách hàng, gồm IaaS, PaaS, Infrastructure Platform as a Service, hay đóng gói tổng thể tất cả trong một theo mô hình OPM On-Premise. SCP kết nối mọi vật qua bất cứ hạ tầng công nghệ mạng, cho dù tầm gần như USB, Modbus, AS232, AS485, Bluetooth, NFC, RFID, Zigbee, cho tới tầm xa như FTTX, FTTH, 3G, 4G hoặc các công nghệ dành riêng cho IoT như Sigfox, LoRa thuộc công nghệ Unlicensed Band, NB-IoT, EC-GSM, LTE Cat M1 thuộc công nghệ License Band, miễn là thiết bị có thể hỗ trợ giao thức Internet mà SCP hỗ trợ. Nền tảng Smart Connected Platform được tạo ra để giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng hơn bao giờ hết và tất cả ứng dụng chỉ chạy trên duy nhất một nền tảng. Phương thức hoạt động của SCP dựa trên nguyên tắc, SCP đưa ra một cách tiếp cận chung đối với tất cả các yêu cầu ứng dụng trong các ngành dọc khác nhau. Để kết nối đồ vật, bất kể là ô tô, con đường hay tòa nhà, người dùng cần sử dụng những thiết bị trung gian như IoT Gateway, IoT Device để thông qua đó kết nối tới hệ thống. Người dùng nhận được thông tin và điều khiển thông qua những ứng dụng kết nối tới hệ thống. Sử dụng SCP, người dùng chỉ cần quan tâm đến việc chọn thiết bị phù hợp và xây dựng yêu cầu cho một ứng dụng hoàn hảo. SCP sẽ giúp bạn thực hiện quy trình xử lý hai chiều và đảm bảo hiệu năng cũng như tốc độ cho ứng dụng của bạn. Bên cạnh việc giới thiệu Smart Connected Platform SCP trên nền tảng sẵn có, VNPT Technology đã phát triển một số ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý trong giao thông vận tải, trong nông nghiệp, môi trường, ngôi nhà thông minh, theo dõi và chăm sóc sức khỏe trong y tế, vận hành và giám sát trong nhà máy. Và sẽ còn rất nhiều ứng dụng khác nữa sẽ được bổ sung cho phép bạn có thể tải mã nguồn để phát triển các ứng dụng của riêng bạn. Sau đây, VNPT Technology xin giới thiệu một ứng dụng IoT thương mại trong giao thông được phát triển trên SCP với tên gọi Connected Car U-Connect, là ứng dụng IoT thương mại cho hệ thống xe hơi kết nối Connected Car thông qua thiết bị U-Connect Box và smartphone hay tablet, đem lại sự trải nghiệm an toàn và thoải mái sau vô lăng. U-Connect biến smartphone trở thành cổng kết nối xe của bạn với thế giới Internet, hỗ trợ giúp bạn lái xe an toàn, cung cấp thông tin trên đường đi và hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích khác như tìm kiếm đường đi, tìm kiếm địa điểm như bãi đỗ xe, nhà hàng, trạm dừng chân, v.v. Liên hệ với bảo hiểm khi có sự cố, trải nghiệm kho nội dung đa phương tiện cho chuyến hành trình và nhiều tính năng khác. Làm thế nào để một nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng SCP? Để phát triển ứng dụng IoT trên SCP, trước hết các bạn cần có một tài khoản để truy cập vào hệ thống. Truy cập trang www.thingxyz.net để tạo một tài khoản. Sau khi bạn đăng ký thành công, bạn đã có thể sử dụng hàng chục API, SDK, sample source code, thư viện lập trình của hệ thống SCP. Sau khi truy cập thành công,
bạn bắt đầu với việc đăng ký các thiết bị bằng cách nhập ID của thiết bị. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được xác thực với nền tảng SCP. Vào trang www.thingxyz.net, chọn Thư viện để biết danh sách thiết bị đã được chứng thực với SCP. Tiếp theo, các bạn tạo ứng dụng và gắn các thiết bị vừa tạo vào ứng dụng. SCP cung cấp hai mô hình triển khai, trong đó ứng dụng Hosted là ứng dụng được triển khai trên hạ tầng của SCP và ứng dụng External triển khai trên hạ tầng của nhà phát triển ứng dụng. Sau khi được kiểm tra và phê duyệt, ứng dụng này đã sẵn sàng để cung cấp tới những người dùng cuối. Làm thế nào để thiết bị IoT của nhà sản xuất thiết bị có thể chứng thực lên SCP? Trước hết, bạn hãy tham khảo quy trình chứng thực thiết bị của SCP trên trang www.thingxyz.net, mục Đối tác, gửi yêu cầu tới chúng tôi. VNPT Technology sẽ hỗ trợ đi cùng bạn cho tới khi thiết bị của bạn được chứng thực hoàn toàn lên SCP. Khi đó, các nhà phát triển ứng dụng IoT có thể lựa chọn thiết bị của bạn để phát triển các ứng dụng IoT. Trải nghiệm 6 tháng sử dụng SCP hoàn toàn miễn phí ngay hôm nay và xây dựng một ứng dụng cho riêng mình. Không giới hạn số lượng thiết bị hay số lượng ứng dụng, tất cả đều trên một nền tảng duy nhất. Bạn có thể tham khảo những ý tưởng phát triển ứng dụng từ những ứng dụng mẫu hay ứng dụng thương mại trên website và nhận hỗ trợ đắc lực từ phía VNPT Technology, công ty tiên phong của tập đoàn VNPT trong lĩnh vực điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và công nghiệp nội dung số. Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập website www.thingxyz.net. VNPT Technology, công nghệ cho cuộc sống.